Vâng mọi người, hôm nay là ngày rằm cũng như là 30 mùng 1 học dịp lễ Tết, việc quan trọng khi gia đình mình thì hôm nay mình cũng đều đặt trái cây và thắp nén nhang tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà của mình nhé. Trước đây người Cơ Tu luôn các nhà và nhà nhà đều có bàn thờ của Bác Hồ, và hôm nay mình thế hệ trẻ và tiếp tục cái duy trì để mà mình thờ Bác Hồ nhé. Đây là chân dung Bác Hồ và bàn thờ Bác Hồ, và luôn luôn bàn thờ của Bác Hồ mình sẽ đặt phía trên của bàn thờ ông bà tổ tiên của mình nhé. Và đây là bàn thờ ông bà tổ tiên của mình. Đấy. Phía dưới bàn thờ của Bác Hồ nhé. Đây mọi người xem. Đấy, toàn cảnh bàn thờ của Bác Hồ nhé. Đây là một niềm tự hào của một người Cơ Tu, luôn một con đường đi theo Bác từ trước đến giờ, và một lòng với Tổ quốc.